nắng biết bao nhiêu lâu rồi nó siêu cứng luôn, đúng không? Cây nào? Ừ. Nó có nước nó xanh đúng không? Một chiếc nó khô quá. Tiếng nước sướng tay quá ha. Tiếng nước sướng tay quá ha. Nó khô quá nhỉ. Ta trái rồi kìa. Biết mấy tháng trời không có nước luôn mà. Cứng không? Cứng nhắc luôn. Trồng một thố 2 cây cũng được mà. Bé xíu mà. Không, mà nhiều khi cây bé xíu nó lại dễ sống hơn đấy, đúng không? Còn hố ngoài đang trồng cây dừa mà, đúng không? Này em rảnh này em đi lại đây. Ai hết mấy cái con này? Cái gì? Mấy cái lá vàng. À. Dạ. Trong ra nó giờ đang cái độc ngoài trong ra. Mấy cái lá vàng vạt đi luôn hả? Đây.
Thank you.